Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập phát triển năng lực học toán cho học sinh lớp 4. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là bài nhân với số có hai chữ số. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với số 11. Nhân với số có ba chữ số. Bài số 1, đặc tính được tính. 50 móc là nhân cho 30 16. Sáu nhân một là bằng sáu. Sáu nhân cho năm là bằng 30. Ba nhân một là bằng ba. Ba nhân năm là 15. Sáu hạ xuống. 0 ta cộng 3 là bằng 3, 5 cộng 3 là 8, 1. 48 ta nhân cho 90, 15. 5 ta nhân cho 8 là bằng 40, viết 0 ta nhớ 4. 5 x 4 là 20, 20 với 4 là 20, 14. 9 x 8 là bằng 72, viết 2 ta nhớ 7. 9 x 4 là 36, 36, 6, 7 là 40, 43. Đây là 40, 13 này. Rồi 0 ta hạ xuống. 4 cộng 2 bằng 6. 2 3 bằng 5. 4. 9, 17 ta nhân cho 30, 18. 8 ta nhân cho 7 là 56, viết 6 ta nhân 5. 8, 9, 7, 12. 277. 3 nhân cho 7 21 viết 1 phải nhớ 2. 3 nhân cho 9 là 27. 27 là 29. Rồi, này là 6. Đây là 8. Đây là 16, 6 nhân 1 là 3. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài này chúng ta nhân 3 chữ số với 3 chữ số. 1, 9, 5 ta nhân cho 217. Chúng ta nhân cũng tương tự giống như 2 chữ số, chúng ta nhân hàng được vị trước. 7 x 5 là 35, viết 5 ta nhớ như 3. 7 x cho 9 là 63. 63 với lại là 66. 6 x 6 717, 76, 13. Chúng ta qua số 1. 1 x 5 là bằng 5. 1 x 9 là bằng 9. 1 x 1 là bằng 1. 2 x 5 là bằng 10. Viết 0 ta nhớ 1. 2 x 9 18, 1 19. Viết 9 ta nhớ 1. 2 x 1 là 2 bằng 3. Rồi cái này sẽ chừa thiếu hàng. Nên là bằng 5. Hạ 5 xuống. 6 5 11 viết 1 ta nhớ 1. 10 13 viết 3 ta nhớ 1. 10 11 12 viết 2 là như 1. 4 6 7 8 ta nhân cho 415. Năm nhân 8 là bằng 40, viết 0 ta nhớ 4. 5 7 35, 35 với 4 là 39. Viết 9 là như 3. 6 5 30 với 3 nữa là bằng 33. 1 x 8 là bằng 8.
1 nhân 7 là bằng 7, 1 nhân 6 là bằng 6, 4 nhân 8 là 32, viết 2 là như 3, 4 nhân 7 là 28, 28, 29, 30, 31, 31, viết 1 là như 3, 6 nhân 4 là 24, 24, 3 là 27. Rồi chúng ta cộng lại. Là 0, 9, 8, 17 phải như 1, 10, 12, 13 viết 3 là như 1, 6, 3, 9, 10, 11 viết 1 là như 1, 8, 2, 706 ta nhân cho 123. 3 nhân 6 là 18, viết 8 là như 1, 3 nhân cho 0 là bằng 0, như bên này là còn 1, 3 x 7 là 21, 2 nhân cho 6 là 12, viết 2 tự nhiên 1, đây là 1, 27 14, 1 nhân 6 là 6, 0, 7, đây là bằng 8, bằng 3, này bằng 8, 6, này bằng 8. Chúng ta qua bài số 2, chúng ta nhân với 11. 45 ta nhân với 11. Như vậy cái cách nhân của 11 nó có cái mẹo như thế này. 4 ta cộng cho 5 là bằng 9, đúng không? Từ 9 để xuống thì chúng ta sẽ như làm như thế này. Bây giờ chúng ta viết con số 5 này lại, được không? Ta lấy 4 ta cộng 5 bằng 9 nên ta viết tới số 9 và con số 4 ta viết lại. Rồi, còn con số 28, như là 2 cộng 8 là bằng 10, 10 trở lên thì chúng ta sẽ có một cái cách khác. Như là chúng ta sẽ nhân cho 11, chúng ta 8 ta ghi lại này, có số cuối ta 8 ta ghi lại này. Ta lấy 2 ta cộng 8 là bằng 10, viết 0 ta nhớ 1. Ta lấy 2 này ta cộng với 1 nhớ là bằng 3. Đó, cái nhân kiểu vậy, nhân với 11 nó cái đặc biệt nó kiểu vậy. Rồi 60 ta nhân với 11, 6 ta cộng 0 là bằng 6, như vậy nó dưới số 9, như vậy chúng ta sẽ viết là số 6, số 0. Và con số ở giữa là ta lấy 6 ta cộng 0 là bằng 6. Bảy cộng chín là bằng 16. Như vậy là nó vượt từ 10 trở lên. 9 ta ghi lại này. 7 ta cộng cho 9 là 16, với 6 ta như 1 này. Ta lấy 7 ta cộng 1 nữa là bằng 8. 3 cộng 5 là bằng 8. Như vậy là 8. Không có nhớ, cái này không có nhớ. 5 cộng 6 11 có nhớ này. Như là 6 này. 5 ta cộng 6 là 11. Viết 1 ta nhớ 1 hay là bằng 6. 9 cộng 7 là có nhớ này. 7 này, 9 cộng 7 16, 6 ta nhớ 1 này, 9 cộng 1 là bằng 10. 1 ta cộng 9 là bằng 10, có nhớ. 9 1 là cộng 9 bằng 10, với 0 ta nhớ 1 là bằng 2. 8 cộng 4 là có nhớ. 4, 8 4 12 với 2 ta nhớ 1. 8 cộng 1 là bằng 9. Đó là nhân với 11, nó kiểu vậy. Chúng ta qua bài số 3. Cô giáo mua 11 hộp bánh chocobai và 11 gói kẹo mút chupa chup cho học sinh ăn liên hoan. Mỗi hộp bánh là chocobai thì chúng ta sẽ có là 24 cái bánh. Mỗi hộp kẹo mút chupa chup này thì có là 40 cây kẹo. Hỏi cô giáo có tất cả bao nhiêu bánh kẹo để chia cho học sinh. Và chúng ta xem lại cái đề. Thứ nhất là có 11 hộp bánh chocobai này và 11 gói kẹo mút này. Đây là có 11 hết. Và mỗi hộp bánh thì chúng ta sẽ có 24. Như vậy ta lấy 11 ta nhân cho 24 thì sẽ ra số bánh. Là mỗi hộp bánh thì có 24 cái. Mỗi hộp kẹo mút thì có là 40 cây, như vậy ta lấy 11 ta nhân cho 40. Rồi ta cộng hai con số đó lại với nhau thì chúng ta sẽ có được tất cả là số bánh và kẹo.
số cái bánh chuột của bài có là số cái bánh để coi có đủ không. Đây hai hàng, hai hàng này, hai hàng chuột của bài có là vậy là 11 hộp bánh chuột của bài ta nhân cho 24, 2 là cộng 4 là bằng là 6, như là nhỏ ha. Đây là cái bánh. Rồi chúng ta tính cho cái múc số cây kẹo múc có là 40, ta nhân cho cộng 11, 40 là 404 cây kẹo. Rồi chúng ta cộng hai số này lại, số kẹo và số cái bánh có tất cả là 264 cái bánh cộng với lại là 440 cây kẹo mút thì bằng là 4 6 4 10, không như một phải. Bảy trăm lẻ bốn bánh kẹo. Đáp số bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi, để kiểm tra, bài tập hoặc một cái bài gì đấy thì dưới cái tất cả một cái clip của thầy này thì có cái phần mô tả, thầy để sẵn cái đường link và chúng ta nhắc vào đó chúng ta sẽ tìm ha.